Trương Công Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn bộ tranh Phúc Lộc Thọ bằng chữ Việt Nam. Giờ đây là chúng tôi quay cho quý vị xem một bộ bằng chữ Nho và bây giờ là chơi chữ Việt luôn. Phúc Lộc Thọ vuông 61 bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi với giá niêm yết là 3,5 triệu bao vận chuyển. Rất đẹp, rất chất, như các cái clip trước là chúng tôi đã quay và chúng tôi đi trên dẫm trên mặt tranh thoải mái luôn, rất là dày dặn và chắc chắn. Cái này chúng tôi làm bằng gỗ hương đỏ Nam Phi 100%. Và đây là bộ này của chúng tôi sẽ gửi cho anh Hà ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đã là hàng chúng tôi từ hôm trước. Và hôm nay chúng tôi đã hoàn thành và quay video chụp ảnh kỹ cho anh xem. Một tranh rất là đẹp và được dát vàng rất kỹ, rất tuyệt vời luôn. Sơn PU hoàn chỉnh, rất đẹp. Không chê vào đâu được. Bộ tranh chữ vừa đẹp vừa giá trị. Cái chữ ở trong lòng rất là lớn. Các lần trước chúng tôi làm nhiều hoa văn quá nó lòng hoàng thì là cái chữ nó bị nhỏ đi. Đây bây giờ là làm chữ nó to lên, nhìn rất là rõ ràng và rất đẹp. Nhìn xa cũng đã thấy rồi. Quý vị có thể về tận xưởng của chúng tôi ở Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 0975 910 966 để đặt hàng và mua hàng. Địa chỉ của chúng tôi đây, dòng chữ trắng là Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội. Địa chỉ là 0975 910 966. Bộ tranh chữ với giá là 3,5 triệu đồng bao vận chuyển 100 km. Rất đẹp, rất đẳng cấp, tuyệt vời luôn quý vị ạ. Bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi đã được hoàn thiện, sáng màu, tinh tư, rất là đẹp, nhẵn mịn và dát vàng, vàng của Đài Loan. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.